Chào các bạn, trong những ngày mà chúng ta đang sống trong dịch virus corona thì hầu như khi chúng ta vào mạng xã hội thì chúng ta sẽ thấy tràn ngập mạng xã hội, đó là hai từ khẩu trang. Thì hôm nay thầy sẽ phân tích rõ hơn về mặt hóa học của các khẩu trang, của khẩu trang để chúng ta có cái nhìn đúng hơn, rõ hơn, để chúng ta có cách phòng bệnh và đối phó với virus corona. Thì trong phần đầu tiên của video này thầy sẽ nói về khẩu trang N95. Thì khẩu trang N95 là gì? Thì khẩu trang N95 thì đây là một loại khẩu trang mà chúng ta thấy các nhân viên y tế sử dụng khi phòng dịch. Thường thì họ đeo cái khẩu trang này. Đối với những mà dịch virus càng nguy hiểm thì họ phải đeo khẩu trang này. Còn đối với những mà dịch virus không nguy hiểm hơn thì chúng ta cũng thấy các nhân viên y tế đeo khẩu trang y tế bình thường. Thì đầu tiên thầy nói ý nghĩa tên N95 ở đây cho chúng ta hiểu rõ tại sao nó có tên N95. Thì N95 có nghĩa là đây là loại khẩu trang này có thể ngăn chặn được ít nhất 95% bụi, khói và vi khuẩn trong không khí. Có nghĩa là cái tên nó bản thân nó có giải thích cho nó chúng ta, có nghĩa ngăn được ít nhất 95% bụi, khói và vi khuẩn trong không khí. Thì ngoài khẩu trang N95 này thì chúng ta sẽ còn thấy các loại khẩu trang có chữ N nữa. Chẳng hạn như khẩu trang N99. Thì khẩu trang N99 thì cũng mang ý nghĩa tương tự, cũng mang ý nghĩa tương tự thôi, đó là ngăn chặn được ít nhất 99% bụi, khói và vi khuẩn trong không khí. Và cái loại khẩu trang cao cấp hơn nữa đó là khẩu trang N100. Khẩu trang N100 thì nhà sản xuất người ta đưa ra N100 nhưng không có nghĩa là ngăn chặn 100%, không có gì tuyệt đối cả. Thì nhà sản xuất người ta chỉ đưa ra cái con số ngăn chặn được đó là 99,97% bụi, khói và vi khuẩn trong khí. Đó là cái tên để chúng ta hiểu rõ hơn tại sao là N95, N99 hay là N100. Thì để chúng ta nắm rõ hơn. Thì tiếp theo cái phần video này thầy sẽ nói về cái khả năng phòng bệnh của loại khẩu trang này. Thì khẩu trang y tế phòng dịch N95 được cấu tạo bởi cái lớp vải giấy và các sợi than hoạt tính. Thì do cấu tạo bởi các lớp này, thường thường chúng ta nói nó có 3 lớp đó. Thì do khoảng cách giữa các mắt vải nhỏ tới vài micromet, micromet nha, thì nó có tác dụng ngăn ngừa xâm nhập của vi khuẩn. Ngoài ra khẩu trang N95 này còn có khả năng ngoài cái lọc bụi thì nó có năng lọc được cái hơi dầu, hơi hữu cơ, hơi sơn, chống cát, bụi, bụi gỗ, bụi kim loại, tất cả các loại bụi gì đó thì khẩu trang N95 này có năng phòng chống rất là tốt. Thì lý do phòng chống tốt thì do cái cấu trúc của nó là giữa vải giấy và các sợi than hoạt tính. Thì than hoạt tính ở đây là dạng sợi nguyên chất, dạng sợi nguyên chất được kết lại chứ không phải là dạng hạt hay là dạng tẩm hết trơn. Thì chính do dạng sợi nguyên chất kết lại này, nó khả năng hấp phụ rất là cao và lọc tạp chất tốt hơn, nhanh hơn so với loại than hoạt tính là dạng hạt và dạng tẩm. Thì đó là cái lý do tại sao mà chúng ta hiểu rõ là khả năng cái phòng chống bụi bẩn cũng như phòng chống các loại xâm nhập của vi khuẩn. Thì màng lọc của cái màng than hoạt tính này thì nó có kích thước khoảng là 0,3 micromet
0,3 micromet thôi, có nghĩa là kích thước 0,3 micromet trở xuống thì nó có năng cho qua, còn kích thước lớn hơn nó không cho qua. Thì nên khả năng lọc của nó đối với các tác nhân gây bệnh đó, thì rất là cao. Thì thực ra các tác nhân gây bệnh thì có kích thước từ 5 từ 1 đến 10 micromet, 1 micromet. Thì chúng ta biết virus corona thì lây qua đường hô hấp, nhưng chủ yếu do chúng ta nói chuyện thông qua cái tiếng nước bọt. Thì bản thân cái tiếng nước bọt thì nó có kích thước từ 5 đến 7 micromet rồi, còn bọt to hơn nữa. Do đó nó không thể nào mà nó qua được cái màng lọc ba lớp của cái N95 này. Ngoài ra thì nó không có năng thấm dịch từ bên ngoài vào. Đây là tác dụng rất là quan trọng. Chẳng hạn như khi chúng ta nói chuyện giao tiếp mà người khác nói chuyện mà văng cái tiếng nước bọt ra rất là nhiều đó, thì nếu mà văng nhiều á mà nó thấm được thì cũng là nguy hiểm, nhưng cái này nó không thấm được. Do đó khi chúng ta nói chuyện với người khác mà các bệnh nhân á có ho hắt hơi không che miệng đó thì nó vẫn không thấm được bên trong. Thì đó là tác dụng đặc biệt của cái loại khẩu trang, để chúng ta biết rõ hơn về đó. Và một lưu ý rất quan trọng đó là đối với loại khẩu trang này, thứ nhất về mặt giá thành. Về mặt giá thành thì khẩu trang N95, N99 như N100 thì cái độ lọc càng cao thì cái giá thành của nó càng cao. Và đặc biệt trong cái mùa dịch corona này thì giá thành của nó được đẩy lên rất là cao. Đó là cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai đó là khi mà chúng ta đeo loại khẩu trang này, do độ lọc cao của nó, nếu mà chúng ta đeo đúng cách và chúng ta chưa sử dụng quen loại khẩu trang này thì cảm giác rất là khó thở. Nếu chúng ta đeo chưa quen, chúng ta cảm thấy như chúng ta thiếu không khí. Thì lý do đơn giản đó là độ lọc của nó quá cao, không phải như chúng ta thở bình thường như thế này. Độ lọc cao của nó, và đó chính là tác dụng mà chúng ta phải lưu ý, độ lọc cao. Đó là khả năng phòng bệnh của nó. Rồi như vậy, nếu chúng ta không dùng khẩu trang N95 có độ lọc cao này, thì chúng ta dùng khẩu trang y tế có khả năng phòng bệnh hay không? Thì theo các chuyên gia y tế thì người ta cũng thông báo rộng rãi trên các kênh truyền thông rồi đó, thì các loại khẩu trang y tế vẫn phòng bệnh được, vẫn phòng bệnh được bình thường. Đó là lý do là lây qua đường hô hấp đối với virus corona, nhưng bản thân nó lây qua khi chúng ta hắt hơi ách xì đó thì nó mới lây qua thôi. Thì bản thân các khẩu trang y tế vẫn sử dụng được, phòng bệnh được. Vậy là câu hỏi đặt ra tiếp theo đó là khẩu trang dạng vải có sử dụng được hay không? Thì các chuyên gia y tế người ta cũng thông báo rằng khẩu trang dạng vải cũng sử dụng phòng bệnh được bình thường. Nhưng khi chúng ta dùng dạng vải thì chúng ta phải xài xong một ngày thì chúng ta vật vài giờ thì chúng ta phải giặt bằng xà phòng có tính sát khuẩn, thì lúc đó chúng ta vẫn sử dụng được bình thường. Đó là một số thông tin thầy gửi đến chúng ta về mặt hóa học của khẩu trang N95.